Xin chào quý vị, lại là Liên đây. Trong chuỗi 30 ngày thử thách bản thân, hôm nay đã là ngày thứ 27 rồi. Và trong suốt 26 ngày qua thì Liên đã lần lượt trả lời tất cả những cái câu hỏi mà quý vị đã inbox cho Liên. Và trong 26 ngày qua thì Liên cũng chia sẻ rất là nhiều về cái thông tin mô hình kinh doanh kỹ thuật số mà Liên đang vận hành. Cho đến ngày hôm nay thì gần như là những câu hỏi quý vị là Liên đã trả lời hết. Và cái điều mà Liên muốn nói với quý vị nữa là mô hình kinh doanh kỹ thuật số là một mô hình kinh doanh tinh gọn và chúng ta có thể bỏ túi mang đi khắp nơi. Liên thấy các đồng nghiệp của Liên đi du lịch, đi về Việt Nam, rồi đi châu Âu, đi Nhật Bản vừa rồi, các bạn vừa đi du lịch trải nghiệm những cái vùng đất, những danh lam thắng cảnh và mang theo cái doanh nghiệp của mình cùng đi khắp nơi. Những nơi nào bàn chân của các bạn đặt đến thì nơi đó là cái office, cái văn phòng làm việc của các bạn. Thật là thú vị đúng không nào? Thưa quý vị, thì hiện giờ bây giờ Liên cũng đang ở ngoài một cái công viên. Thì quý vị thấy là phía sau Liên là cái công viên nhé. Thì Liên... đây là cái văn phòng làm việc của Liên. Cho nên là chúng ta có thể làm việc ở bất kỳ nơi nào, miễn là chúng ta có cái điện thoại thông minh hoặc là chúng ta có cái laptop kết nối với wifi thì chúng ta có thể làm việc ở khắp mọi nơi. Và cái mô hình này nó tuyệt vời ở cái chỗ nữa là khi mà quý vị đã trở thành chủ doanh nghiệp rồi, nếu quý vị đang có một cái công việc bên ngoài quý vị đang làm đó, song song với cái công việc đó quý vị cũng có thể run cái business này được. Và trong cái mô hình kinh doanh đã có rất là nhiều anh chị họ vẫn còn đang làm chủ tiệm nail nhưng họ lại song hành cùng với một cái công việc kinh doanh này. Cũng có các anh chị đang làm ở văn phòng bác sĩ, rồi văn phòng nha sĩ, và Liên thấy có các bạn đang là luật sư, nhân viên ngân hàng, kế toán trưởng, có nhiều người thì làm quản lý cho một cái công ty nước ngoài. Nhưng mà bên cạnh đó, song hành cùng với công việc hiện tại, họ vẫn làm luôn cái mô hình kinh doanh này. Và cái điều đặc biệt rằng là cái thu nhập nó mang lại thật xứng đáng. Cho nên chính vì vậy mà Liên giới thiệu với quý vị cái mô hình kinh doanh kỹ thuật số này, nó thực sự là một mô hình tiềm năng. Nó tiềm năng ở cái chỗ sao khi chúng ta đầu tư thời gian vào, đầu tư công sức của mình vào những ngày tháng đầu thôi. Khi chúng ta bắt đầu set up một cái business, chúng ta xây dựng một cái doanh nghiệp thì chúng ta phải học làm sao để mình xây dựng. Liên đã nói rất là nhiều lần rồi, hôm nay Liên chỉ nhắc lại thôi. Khi mà chúng ta học xong mọi thứ nó vào quỹ đạo rồi đó, thì giống như Liên bây giờ mỗi ngày Liên chỉ ngồi 1 tiếng, 2 tiếng thôi. Xem coi những cái thông tin ở trong cái chương trình đào tạo có cái gì thay đổi hay không để mình bắt kịp với cái xu hướng là công nghệ phát triển hiện nay. Rồi sau đó thì kiểm tra email của mình xem có mình có khách hàng mới hay không. Mà có đó thì hệ thống tự động nó báo liền quý vị, rất là vui luôn. Đầu tiên thì quý vị vào trong website của Liên, đăng ký tên họ và địa chỉ email. Sau đó đăng nhập vào cái website của Liên xong rồi thì hệ thống tự động sẽ gửi ra cho quý vị vừa email tiếng Anh vừa email tiếng Việt để quý vị tham khảo. Và sau khi mà quý vị tham khảo rồi, sau khi mà quý vị xem hết cái video hội thảo miễn phí đó, nói về cái mô hình kinh doanh này đó, thì bắt đầu cái bước kế tiếp là quý vị đóng $149. Sau khi quý vị đóng $149 rồi thì quý vị vào bên trong tìm hiểu. Liên cũng nhắc lại nhiều lần rồi nhưng mà nhắc cho quý vị nhớ thôi. Và sau khi mà quý vị tìm hiểu xong rồi, nếu quý vị muốn trở thành một chủ doanh nghiệp giống như Liên thì quý vị đặt hẹn với cái người huấn luyện. Họ sẽ đưa ra những cái chiến lược làm thế nào để quý vị có thu nhập cao hơn, và cái vốn đầu tư như thế nào, thì cái người huấn luyện đó họ sẽ chia sẻ, họ sẽ tư vấn với quý vị. Rồi cuối cùng là phần do quý vị quyết định. Quý vị muốn đầu tư như thế nào? Quý vị muốn chiến lược ra sao? Cái trả thưởng nó ít hay nhiều hoàn toàn tùy thuộc vào cái tài chính của quý vị. Rồi sau khi mà làm tất tật
tần tật cái thủ tục mà cái chiến lược để đầu tư vào sản phẩm đó, mọi thứ xong rồi quý vị sẽ nhận được một cái ID number, đó là một cái số, cái mã số để chúng ta có thể chính thức trở thành một thành viên. Rồi thì khi mà quý vị có cái mã số rồi thì quý vị sẽ nhận được cái chương trình đào tạo từ hệ thống. Từ sau khi mà quý vị có cái mã số rồi thì quý vị sẽ nhận được một cái chương trình đào tạo từ Dream Team gửi ra cho quý vị, và quý vị bắt đầu cái chương trình đào tạo đó từng chương một, từng phần một, thì mình cứ theo đó như vậy mình làm. Bên cạnh đó, Linh luôn đồng hành cùng với quý vị và thêm một cái người huấn luyện nữa của quý vị nữa, là cũng là người huấn luyện của Linh đồng hành cùng với quý vị. Thật là tuyệt vời. Ở trong cái mô hình kinh doanh này, quý vị đừng lo sợ là mình phải làm một mình. Thành ra không giỏi tiếng Anh, không biết tiếng Anh, không giỏi công nghệ, không rành công nghệ, không biết công nghệ, vẫn làm được. Và nếu quý vị, nếu các anh chị nào ngoài 50, 60 hoặc là 70 mà bảo rằng tôi cao tuổi như thế này tôi làm không được, tôi làm không được đâu, thì Linh sẽ xin quý vị hỏi rằng là nếu quý vị có muốn làm hay không. Nếu quý vị thật sự muốn, cái tuổi chỉ là một con số thôi. Bởi vì trong cộng đồng của Linh có các anh chị 70, ngoài 70, các cô chú, Linh gọi bằng cô chú, nhưng mà mọi người, mấy người đó không thích như vậy, bảo rằng Linh gọi anh chị đó, ok, thích thì chịu, cho nên là Linh gọi anh chị nha. Họ đã ngoài 70 và họ làm rất tốt quý vị. Đó cái điều tuyệt vời trong mô hình này. Tại sao chúng ta không chọn lấy cơ hội để thay đổi chất lượng cuộc sống? Đó là những cái thông tin mà Linh chia sẻ với quý vị ngày hôm nay. Một lần nữa Linh cảm ơn quý vị đã dành thời giờ quý báu để nghe cái chia sẻ về mô hình kinh doanh kỹ thuật số mà Linh đang vận hành. Linh chúc cho cả nhà mình nắm lấy cơ hội ngày hôm nay để thay đổi chất lượng cuộc sống ngày mai. Hẹn gặp lại quý vị trong lần trò chuyện kế tiếp. Chúc cho quý vị có một ngày thật bình an, thật hạnh phúc bên gia đình và người thân. Mến chào. Bye for now.